quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện kết luận số 220 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tình trạng xây nhà ở, công trình kiến trúc trái phép trên địa bàn tỉnh, các chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra. Để chấn chỉnh tình trạng này, tại chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, sử dụng đất, quy hoạch và trật tự xây dựng. Chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nêu rõ thực trạng. Sau khi triển khai thực hiện kết luận số 220 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng xây nhà ở, công trình kiến trúc trái phép trên địa bàn tỉnh, các chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, việc quy hoạch mở rộng chỉnh trang đô thị được triển khai mạnh mẽ. Việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn diễn ra ngày càng sôi động, đã có sự chuyển biến tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng của các tổ chức cá nhân, góp phần ngăn chặn và giảm dần các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chỉ thị đã nêu rõ tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai vẫn còn xảy ra. Các hành vi vi phạm phổ biến là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tình trạng vừa nêu đã làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, đến hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chưa thực hiện thường xuyên liên tục công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương cơ sở với các cơ quan đơn vị và giữa các cơ quan chuyên môn còn chưa chặt chẽ. Đặc biệt là việc xử lý vi phạm của chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa kiên quyết, triệt để. Hệ quả là nhiều công trình xây dựng vi phạm chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, gây khó khăn trong cưỡng chế công trình vi phạm. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, sử dụng đất, quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn. Đây là một trong số những công trình nhà ở riêng lẻ vi phạm xây dựng sai với nội dung cấp phép. Trong đó, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong ngày 21 tháng 8 năm 2023 đã nêu rõ các hạng mục vi phạm của công trình này gồm xây dựng vượt diện tích tầng tum hơn 24,5m², diện tích sàn 14m². Chủ công trình bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng và buộc phải phá dỡ phần công trình xây dựng sai với nội dung đã được cấp phép. Trong quá trình xây dựng thì địa phương cũng có tới và tiến hành đo đạc và kiểm tra để hỗ trợ bên mình xây dựng một cách kỹ lưỡng nhất. Thì sau quá trình xây dựng thì bên mình có thay đổi một số kết cấu thì không nghĩ nó lại ảnh hưởng tới những cái sai phạm như thế này. Thì địa phương cũng sau khi xây dựng xong và tiến hành hoạt động thì địa phương cũng có tới và kiểm tra đo đạc lại thì có phát hiện ra những sai phạm. Cũng với hành vi vi phạm công trình thi công sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp, căn homestay này đã sai phạm ở các hạng mục xây dựng 8 trụ bê tông tại khu vực cầu thang sàn mái tầng 3 và xây dựng vượt diện tích sàn đã được cấp phép. Cái phần lan can là mình làm thêm tại vì mình nghĩ cái phần lan can là không có cần thiết, không có quan trọng á, tại vì thợ họ nói là cái phần lan can thêm được 1m là không có sai, nên mình cũng làm theo thôi chứ mình không có rành về xây dựng. Đây là hai trong số các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện xử lý thời gian qua trên địa bàn thị trấn Măng Đen,
huyện Con Plong. Từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, trên địa bàn đã xảy ra 22 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong đó, từ đầu năm 2024 đến ngày 31 tháng 5, địa phương đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Trước tình hình vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng ngày càng gia tăng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Măng Đen đã ban hành quyết định số 11 ngày 19 tháng 1 năm 2024 về việc kiện toàn tổ công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng môi trường. Sau khi kiện toàn, tổ thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện Con Plong xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông tại các tuyến đường. Phương hướng trong thời gian tới trên địa bàn thị trấn thì trước tiên đó là sau khi kiện toàn thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cái tổ 371 thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Rồi thứ hai nữa là cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn của thị trấn Măng Đen. Rồi thứ hai nữa là xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Thì như vừa rồi là chúng tôi cũng đã ra cái quyết định, rồi cũng như là đánh giấy mời, rồi cũng như là công văn đôn đốc rất là nhiều lần, nhưng mà có một số trường hợp là trong cái 31 trường hợp đó là có một số trường hợp là không phối hợp, cho nên là vừa rồi có bên cái tổ 371 đặc biệt của huyện là cũng có công văn là đề nghị thị trấn phối hợp là tiếp tục đưa ra cái biện pháp là cưỡng chế theo cái bước tiếp theo. Trước diễn biến phức tạp về công tác quản lý đất đai xây dựng trên địa bàn, huyện Con Plong đã thành lập tổ công tác đặc biệt 371 nhằm xử lý chấn chỉnh tình trạng này. Đặc biệt là tại thị trấn Măng Đen và xã Măng Cảnh, hai điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng và đất đai tại huyện. Nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt là xây dựng kế hoạch, nội dung, địa điểm, thời gian thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng môi trường và lâm nghiệp, kiểm tra chỉ đạo hoặc trực tiếp lập biên bản hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan, tập trung lực lượng liên ngành, điều tra xác minh xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau một năm thành lập, Tổ công tác đặc biệt 371 đã phát hiện xử lý trên 40 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Con Plong. Từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2024, trên địa bàn huyện Con Plong vẫn còn 40 trường hợp vi phạm chưa giải quyết dứt điểm. Nổi cộng là tại thị trấn Măng Đen với 17 trường hợp vi phạm và tại xã Măng Cành 23 trường hợp. Riêng bên lĩnh vực xây dựng thì huyện đã thành lập cái tổ 371, tổ chuyên để xử lý về trật tự xây dựng cũng như đất đai trên địa bàn, và đồng thời cũng chỉ đạo thị trấn vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh đó thì những trường hợp mà phát sinh từ năm 2021 đến giờ đó thì tổng cộng là 40 trường hợp, chủ yếu là ở địa bàn thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành. Khi phát hiện ra thì tổ thứ nhất là ở thị trấn tiến hành lập biên bản và đề xuất tham mưu các phòng ban huyện tùy theo chức năng mà đã ra quyết định xử phạt, xử lý theo đúng quy định. Đối với trường hợp mà xây dựng trên địa bàn mới đó, thì trong thời gian qua thì đặc biệt là phòng kinh tế hạ tầng đã cố gắng hết sức là đã hướng dẫn tận tình cho bà con nhân dân chấp hành nghiêm cái việc mà xin phép xây dựng và làm đúng giấy phép được cấp. Trong quá trình nhân dân mà triển khai xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ cũng như những công trình hạng mục mà đã có giấy phép thì phòng và thị trấn cũng đã thường xuyên phối hợp và kiểm tra thường xuyên nhắc nhở để đảm bảo xây dựng đúng cái phần đất được cấp, đúng nội dung giấy phép và hạn chế thấp nhất cái việc mà xây dựng sai phép và để phát sinh những trường hợp vi phạm. Tại thành phố Kon Tum, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 85 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Tổng số tiền yêu cầu nộp phạt là trên 2 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2024 phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Qua kiểm tra đôn đốc, đến thời điểm hiện nay, 3 trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt với tổng số tiền gần 44 triệu đồng. Trong thời gian qua thì thành ủy, ủy ban nhân dân phố đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác trật tự đô thị, thì trong đó là có công tác trật tự xây dựng. Thế thì chỉ thị 04 của ban thường vụ thành ủy năm 2021 về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đối với công tác trật tự đô thị,
môi trường, vệ sinh môi trường và xây dựng thành phố con tôm xanh thành đạt, văn minh và an toàn. Thì theo đó thì ủy ban thành phố đã xây dựng các kế hoạch 90 năm 2021, kế hoạch 116 năm 2022 và kế hoạch 93 năm 2023 về việc là tăng cường công tác kiểm tra về trật tự xây dựng. Từ năm đến nay thì cái công tác trật tự dựng là được đảm bảo, các vụ việc vi phạm là giảm dần theo thời gian, ý thức chấp hành của người dân là đi vào nền nếp, đó là đạt được nhiều kết quả và rất tốt, tạo cái thói quen của người dân trong cái việc chấp hành này. Thực hiện chỉ thị số 04 ngày 30 tháng 3 năm 2015 và chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thời gian qua, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý sử dụng đất, quy hoạch trật tự xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn về đất đai, quy hoạch, xây dựng, chủ động chỉ đạo tổ chức rà soát những vị trí còn bất cập, không phù hợp những quy hoạch chung phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển của địa phương. Qua đó, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, thực hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Có những trường hợp là thật sự là có những người họ còn thiếu nhận thức về cái việc mà sử dụng tuân thủ theo đúng cái diện tích đất được đấu giá hoặc được cấp và giấy phép đã được phê duyệt. Đó. Thì ngoài ra thì cũng có những, đặc biệt là những trường hợp người ta họ vi phạm mang tính chất là nó khuất lẫn khuất phía sau công trình hoặc là phía trên cao, thì cái việc phát hiện của chuyên môn của phòng tàng cũng như thị trấn thì cũng chưa kịp thời. Đó. Thì nên thời gian vừa qua khi mà phát hiện được thì đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đã ra quyết định xử phạt và đa phần các hộ đều đã chấp hành nghiêm túc nộp phạt và có cầm cái hướng tới là sẽ tự giác tháo dỡ trong thời gian tới. Giải pháp chủ yếu có nghĩa là thường xuyên kiểm tra, nêu cao vai trò giám sát của cộng đồng, của chính quyền địa phương. Đó. Thì cái công tác này nó được đảm bảo và nó được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt và thường xuyên. Đối với công tác quản lý thì ngoài các quy định pháp luật về xây dựng, thì chính quyền địa phương thì tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm tra giám sát thường xuyên là tạo cái thói quen cũng như cái nhận thức của tổ chức và cá nhân. Đó là nhận thức về việc này thì cái việc họ chấp hành là sẽ điều đương nhiên. Đó. Mà nếu như chúng ta không quản lý, chúng ta không tạo thói quen, chúng ta không kiểm tra công giá thì sẽ thành ra buông lỏng thì cái việc sẽ gây cái hậu quả là không tốt. Cùng với các giải pháp này, trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý về trật tự xây dựng, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố để người dân nắm được các quy định về pháp luật xây dựng, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình xây dựng công trình vi phạm. Chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý dẫn tới vi phạm trật tự xây dựng và dung túng bao che cho hành vi vi phạm trên địa bàn. Đôn đốc các trường hợp vi phạm chưa chấp hành theo quyết định xử phạt hành chính và củng cố hồ sơ đối với các trường hợp cố tình chây ì không chấp hành để cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.